Trấn Thành gác lại công việc đưa Harry Won về Hàn Quốc thăm họ hàng. Những hình ảnh thân thiết bên gia đình và ở Hàn Quốc được Harry Won chia sẻ trên trang cá nhân khiến nhiều người hâm mộ thích thú xen lẫn ghen tị. Mới đây, trên trang cá nhân Harry Won chia sẻ loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc của hai vợ chồng bên cạnh họ hàng trong chuyến đi Hàn Quốc. Cả hai vợ chồng vui vẻ khi đi ăn nhà hàng cùng người thân, trong đó có cả mẹ và bà ngoại của Harry Won. Trấn Thành là một trong những nghệ sĩ hai đắc số nhất hiện nay. Sau khi kết hôn, khối lượng công việc cũng như mật độ xuất hiện trước công chúng của anh vẫn không hề sút giảm. Trấn Thành và bà xã Harry Won dường như luôn hợp ý nhau từ những điều nhỏ nhất, như cách suy nghĩ và sinh hoạt cũng như vô cùng hòa thuận với gia đình hai bên. Trấn Thành và Harry Won khiến nhiều người vô cùng ghen tị khi gắn bó không rời trong cả cuộc sống lẫn công việc. We'll be right back.
Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!